Hân hoan chào đón tất cả quý khách hàng đã quay trở lại kênh YouTube Nhà đất Mạnh Hưng, chuyên trang bán nhà bán đất quận 12 Hóc Môn và Tây Sài Gòn. Kính chúc tất cả quý khách hàng mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt ở trục đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 nha. Một trục đường nhựa, một con đường rộng đến 60m với 10 làn xe nha. Một con đường rất là sung túc, sầm uất vào bậc nhất quận 12, đoạn nối giữa cầu Tham Lương và đến ngã tư An Sương. Và để giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà phố với diện tích ngang 4 dài 17, cách trục đường Trường Chinh này khoảng chừng tầm 30m thôi nha quý cô chú anh chị, hướng chính nam và có giá bán là 4,2 tỷ, còn thương lượng nha quý cô chú anh chị. Đây là vị trí đứng trước con hẻm vào căn nhà của mình này. Bước ra đây là đầy đủ tiện ích nha, có ngân hàng, bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn. Và đây chúng ta cùng di chuyển vào căn nhà để tham quan căn nhà phố cách trục đường Trường Chinh này khoảng tầm 30m thôi nha quý cô chú anh chị, và nằm trên một con đường xe hơi nha, hẻm xe hơi, hẻm bê tông khoảng 6m nha quý anh chị, xe hơi vào đến tận nhà. Và đây là căn nhà của mình tham quan hôm nay nè, của chúng ta cùng tham quan hôm nay nè. Đây là một căn nhà phố với diện tích ngang 4 dài 17, cách trục đường Trường Chinh khoảng tầm hơn 30m, khoảng một chút xíu thôi. Hẻm một sẹt Trường Chinh nha, và hẻm thông ra ngược lại đường Trường Chinh và Phan Văn Hớn nha. Đây con đường trước nhà của mình nè, hẻm xe hơi nè nha quý cô chú anh chị, cách trục đường bước ra khoảng 30m là tới đường Trường Chinh rồi. Đầy đủ tiện ích ngân hàng và gần ngay sát bên bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn nha quý cô chú anh chị. Đây một khu phố rất là an ninh, và bên kia là chung cư 8X Plus nha quý cô chú anh chị. Căn nhà với diện tích ngang 4 dài 17 thì được thiết kế rất là hợp lý. Tiến vào bên trong thì chúng ta có một bộ cửa sắt 4 cánh rất là chắc chắn và được hàng lắp lưới trắng này. Và là một sân xe hơi, phía trước là một sân xe hơi 7 chỗ, thì bên trên đã được anh chủ nhà chu đáo làm mái che lợp tôn sáng nha. Có khung sắt bảo vệ hết rồi. Ngoài này thì chúng ta được tặng một cửa dép này, sàn thì đổ bê tông cốt thép rồi, chúng ta chạy xe hơi vào là vô tư và rất an tâm nha. Bên ngoài chúng ta được tặng một cửa dép và tiến vào phòng khách là cửa nhôm sinh pha nha. Đây phòng khách của chúng ta rất dài và rất rộng, với nền được lát đá giả gỗ nha, trần thì thạch cao được làm phẳng. Bên trên thì chúng ta có một gác suốt luôn nha quý cô chú anh chị. Và tiến vào bên trong thì đã được làm những khung sắt này ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách. Tủ bếp thì gồm tủ bếp trên và tủ bếp dưới, sơn trắng rất là đẹp và rộng rãi nha. Đây phía sau thì chúng ta được bố trí một toilet. Căn nhà với diện tích ngang 4 dài 17 và có hướng là chính nam nha, một sẹt Trường Chinh, một sẹt 30m Trường Chinh, phường Tân Thứ Nhất, quận 12 nha quý cô chú anh chị, giáp với bên Tân Bình, Tân Phú, cách cầu Tham Lương khoảng tầm 200m thôi, cách khu công nghiệp Tân Bình 250m. Và từ đây chúng ta di chuyển ra Ai Oan Tân Phú khoảng tầm 5 phút đi xe máy thôi nha quý cô chú anh chị, rất thuận tiện di chuyển về các quận huyện trung tâm của Sài Gòn cũng như là Hóc Môn, ngã tư An Sương, cách ngã tư An Sương khoảng tầm mà đâu đó khoảng hơn 150m xíu thôi nha quý cô chú anh chị. Với một căn nhà quận 12 phường Tân Thứ Nhất, một sẹt Trường Chinh và rất là rẻ, có giá rẻ hơn Hóc Môn nha, rẻ hơn một lô đất ở Hóc Môn nữa nha quý cô chú anh chị. Căn nhà này thì bên trên
đúc đúc suốt bên trên đây này thì chúng ta có thể ngăn được khoảng 3 phòng nha quý cô chú anh chị. Và bên trên thì được bố trí một toilet riêng nè, toilet phía trên nha. Toilet thì đã được ốp đá lên cao sát trần nhà, sạch sẽ, có cửa sổ mở ra lấy gió lấy sáng thông thoáng, và thiết bị vệ sinh Elac đầy đủ hiện đại nha quý cô chú anh chị. Quý khách hàng xem video quan tâm đến căn nhà Phú với giá rất là rẻ, vị trí đất địa phường Tân Thứ Nhất, quận 12 này, alo ngay cho nhà đất Mạnh Hưng để sở hữu căn nhà này, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhà đất Mạnh Hưng nha. Và video của nhà đất Mạnh Hưng đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.